Hello cả nhà ơi, coi nè, ba cái trái ớt nó to dễ sợ luôn không? Màu rất là đẹp ha, coi cái màu của nó nè. Đó, ba cái trái ớt này á, bốn trái chứ, một bịch của nó bốn trái. Mình đi vô chợ Mỹ mình mua đồ ăn thì mình thấy họ bán mấy cái loại ớt như thế này nè, không biết ngon hay không. Nhưng mà thấy cái màu của nó với cái trái nó to, thấy nó bắt mắt, nhìn nó đẹp quá. Cho nên là mua về để chủ yếu là mình lấy cái hột giống của nó về để mình ươm lên trồng thử thôi. Mình đã ươm rồi, nhưng bây giờ á, để mình ăn thử coi nó cay hay không nha. Mình nghĩ cái mấy cái loại ớt này nó sẽ không có cay, nó có nước, mình ăn ở trong miệng nó juicy lắm, mà nó có cái vị ngọt, không hề có một vị cay nào luôn á. Là cái màu nâu nè, mình nghĩ là một giống một loại của nó, chỉ khác màu thôi, y vậy luôn. Mấy trái này là mình lấy hột ra rồi, trái to vậy đó, nhưng mà cái lỗi hộp nó dưới đây nè có chút xíu thôi. Mình lấy ra mình phơi khô được 1-2 ngày á, cái mình đang đang ươm rồi, hy vọng là nó sẽ nảy mầm, mình trồng thử coi nó có cái loại ớt này mình trồng ở Nam Cali nó có thích hợp không. Ngọt ngay, ăn giống như trái cây gì đó. Để mình trồng thử coi sao nha. Hôm nay mình chuẩn bị một chén nước mắm đường lên sân trước, qua bên hông bên kia mình thu hoạch mấy trái cóc mình ăn để dưỡng cho cái cây nó khỏe khỏe. Chứ đó hồi nó nuôi mấy cái trái ở trên cây nhìn nó thấy nuổn quá. Đó, với lên đằng trước anh Long anh cũng đang trồng cái cây nho mà mình mua ở chợ Mỹ á, nó cũng rẻ lắm. Hy vọng là trồng xuống nó có trái thì mình ra mình thu hoạch nha. Này, hôm nay thì anh Long anh trồng cái cây nho. Cái cây nho này là mua ở chỗ đâu anh? Cái tên của nó ha. Cái này hình như nó không có để, nhưng mình mua cái chỗ H&H. Hình như mình mua là đây này, cái giá nè 39.99 đồng, coi như 40. Cái loại này mình thấy cái trái mình ham quá à. Nó trái nó dài mà từng chùm như thế này nè, mà họ có chưng ra họ bán thì có nghĩa là cái khu của mình ở đó có thể trồng được và trồng được cái loại đó. Nghe thấy nó đẹp ha. Thấy dài rồi nó thích. Rồi. Rồi trồng xuống đi ông ơi. Vô mùa này á, chiều 5-6 giờ trời vẫn còn sáng, cho nên là nhiều khi đi làm về mình có thể mình ra vườn mình làm cái này làm cái kia cũng đỡ. Vô mùa đông á, đi làm vậy tối thui à, không có làm được gì trơn trọi. Cây này là cây táo Thái, nay nó cũng ra lá quá chừng anh ha. Không biết ăn sao đây. Cái tên thì ra mua cây người ta nói táo Thái đó, mà không biết là cái loại nào, loại tròn, loại dài hay sao cũng không biết. Hy vọng năm nay có vài trái ăn chơi coi. Năm vừa rồi bông quá chừng luôn mà nó rụng. Nó rụng xong rồi nó nằm ngay cái góc đường đó, đi qua đi lại sẽ dễ bị dướng díu á, cho nên là thôi bứng lên chậu trồng luôn. Vô mùa xuân rồi cho nên là đằng trước sân nhà của mình á, trồng được mấy chậu, mấy cây bông hồng màu vàng như thế này nè, rất là đẹp. Ở đây một cái nụ đó nè, đó, nó đẹp dễ sợ không, thơm lắm. Nhưng mà nó không có thơm bằng cái loại bông hồng mà mình thấy cái màu giống như màu kem á, nó có loại tên của nó. Đi ra đằng trước sân là nghe cái mùi rất là thơm, còn này nó rất là nhẹ, cái mùi nó không có đậm. Đó, đây nè, nụ quá chừng nụ luôn, thấy không? Đó, quá chừng nụ luôn nè. Còn cái bông này là nó, cái bông này là nó tàn rồi. Thường một cái bông á, nó nở mình thấy khoảng chừng 3-4 ngày, đẹp được 3-4 ngày vậy đó là bắt đầu nó như vậy nè. Mà khi cỡ này á, nó tàn cỡ này rồi đó, nó bung hết ra như vậy thế này á, là mình sẽ cắt tỉa nó, cắt tuốt dưới đây luôn nè. À, chứ không phải mình ngắt cái bông không nha, lúc trước mình không có biết á. Thường là mình bẻ cái bông của nó không mà, nhưng mà không phải. Mình phải cắt sâu xuống cái nhánh của nó để cho nó nảy ra cái nhánh mới và nó đi có cái nụ mới, nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ qua bên hông bên đây cả nhà ơi, để mình hái mấy trái cóc mình ăn nha. Bên hông bên đây á, nó cũng còn hoang tàn lắm, nó chưa có đó, nó chưa có được sạch sẽ ngăn nóc cho lắm. Để cho anh Long anh trồng cái cây nho cho xong đi, mình qua mình hái cóc mình ăn. Bên đây là có chìa khóa luôn nha. Có chỉ có mấy cây ăn trái vậy thôi mà có chìa khóa luôn, làm cái ghê không.
Ê nè, cả nhà ơi, coi mấy trái cóc đó, trơ trọi tội nghiệp luôn chưa. Cho nên là mình hái để dưỡng cho cái cây của nó. Còn bên đây là cái cây tắc. Cái cây tắc này của mình là nó đang ra bông nè, chỉ lại có một số trái nhỏ nhỏ nữa nè. Đây, trái nè. Đó. Còn mấy cái nhánh này á, là đợt trước anh Long ảnh tháp vô đó, mình xin nhánh ở bên bà dì của mình cái loại tắc trái tròn, thơm, nước rất là nhiều. Mà tháp vô không có thấy nó ra lá non, chắc mình nghĩ là thất bại rồi. Còn qua bên đây á, là cây cam. Cây cam này đó là cái tên của nó là Washington Navel, Navel hay là Navel gì đó, trong hai cái đó ha, mình không biết là đọc có đúng hay không. Thì bây giờ á, mình thấy nó cũng đang ra bông nhỏ nhỏ, cũng rất là nhiều. Năm vừa rồi chỉ được có hai trái thôi, nhưng mà năm nay mình thấy bông nó cũng khá khá nè. Hy vọng là nó sẽ có nhiều trái ha. Cái loại cam này á, là mình thấy ăn rất là ngon, ăn rất là thích, nước nhiều, vỏ mỏng, và ăn nó ngọt, nó thơm. Còn đây là cái cây xoài Manachanuk. Nó cũng đang có một hai cái bông lú lú lên trên đây nè. Đó, một hai chùm bông lú lú nè, thấy không? Trắng trắng đó. Nó còn rất là non cho nên nhìn cái màu của nó đó mình không có thấy rõ. Đây bên hông bên đây mình còn hai cái chỗ trống ha. Đó, hai cái chỗ trống đó. Mình không biết là trồng cây gì xuống đây. Ở bên đây thì nó không có nắng nhiều cho lắm, cho nên là mình trồng cái cây nào thì phải chịu mát á, thì trồng đây nó mới tốt. Chứ nếu mà chịu nắng á, thì trồng đây là không được. Cho nên phải tuyển chọn cái cây nào nó chịu mát để mình trồng. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình ăn cái cóc nha. Đây, ăn cóc đây, cóc đây. Đó, nhiễu. Đó, cóc chấm nước mắm đường. Cái này á là bữa hôm qua mình đã ý định là mình ăn cóc á, cho nên là mình đã xịt nước lên trên cái trái của nó rồi. Coi thùng rác bên kia của hai nhà hàng xóm nó bị hất ra. Không biết sao, gió thổi hay gì mà nó hất ra vậy không biết nữa. Thôi bây giờ mình sẽ ăn cóc nha cả nhà nha. Mình hy vọng là mình hái mấy cái trái cóc này đi, rồi mình dưỡng cái cây nó lại, cho 1-2 năm sau á, cái cây nó phun lớn lên. Chứ cái cây này thấy nó nũng quá. Xin mời cả nhà nha. Đó, cốc chấm nước mắm đường. Cái cốc này là cốc Thái cho nên là cái trái của nó rất là nhỏ xíu à. Cốc bên Việt Nam của mình trái nó to ha, mà ăn rất là ngon á. Nó ngon quá. Đợt trước mình ăn không á, nó chua. Giờ mình chấm nước mắm đường vô rất là ngon. Ngon á. Nó chua chua, mặn, ngọt của đường, cay của ớt. Cái loại cốc này á, cái hộp nó rất là mềm, cho nên á mình ăn nó luôn, mình nhai nó luôn. Ở trên đây nó còn một chùm nó non nè. Đây cả nhà thấy không? Mình không biết là có cần phải nên cắt bỏ nó luôn không ha. Để mình dưỡng cái sẵn mình dưỡng cái cây nó luôn. Cắt thì nó tiếc lắm đó. Nhưng mà không biết là có nên cắt hay không. Đó đây nè. Nhiều lắm nha, cái chùm này nhiều lắm nha. Mấy cái nhánh non nó ra. Mà nó ra luôn cái bông nữa kìa. Ngon lắm luôn á. Trái này nó hơi già, cái hộp nó hơi cứng. Coi ngon dễ sợ. Bỏ đường một muỗng đường và một muỗng nước mắm mình để vô.
Nó kẹo lại ăn rất là ngon. Nó ngon quá. Một chút béo à. Một mình chắc giải quyết hết cái mấy chùm cóc nào luôn quá. Cho ổng khỏi ăn luôn. Anh Long không có mê mấy cái cây này, không có mê mấy cái trái này. Nó chua, chua ổng không có thích. Cây này là mình đòi mua dữ lắm ảnh mới mua đó. Tại anh thích trồng mấy cây mà nó giống như mặn cầu, hai cây nào mà nó là lạ mà trái nó ngọt á. Còn mấy cây chua chua này là mình thích thôi, chứ anh không có mê cho lắm. Nó ngon nhức nhói. Ở bên đây á, mà trong vườn á, mình có một hai cây trái như thế này ăn là khỏi còn cái gì bàn luôn. Nói vậy chứ mình sẽ chừa mấy cái trái này lại để cho anh Long anh ăn. Cho ảnh ăn để ảnh biết là nó như thế nào đó. Hôi cây nó ra trái mà ổng không ăn. Đây nè. Đó, hái luôn. Ý, cái chùm của này á, mình hái mình tiếc quá à, bỏ uổng quá đi. Thôi kệ, để nó lại nha cả nhà. Hái đi uổng lắm. Nè, nè, mê không? Một chùm này nhiều trái dễ sợ luôn chưa? Thôi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn ha. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới video để có thể theo dõi thêm nữa những cái video khác từ gia đình của hai vợ chồng nhà mình nha. Bye bye.